Chào mọi người nhá, mình đang sửa một chiếc cơ giới X570 nhưng mà mình sửa xong rồi. Sau ấy thì mình mới quyết định bật máy quay mình chia ra sẻ cho mọi người. Thì lỗi của nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Đây mình từ mình giấu tên bạn này đã. Tên khách hàng mà. Đây các bạn ạ. Lỗi của em nó là cắm lúc lên lúc không. Nó lại nhận thành giới X470 các bạn ạ và bị lỗi chấm than nhé. Mình có mở CPU-Z này thì nó không nhận BIOS này, không nhận pixel và telex cái gì ấy, không nhận bộ nhớ, không nhận dung lượng bộ nhớ, băng thông cũng không nhận, nó lại chả nhận cái mẹ gì cả. Thế thì mình có cắm nó vẫn lên hình nhá, rất là hay, cắm lên vẫn lên hình. Mình chưa test vào win, đây mình có cắm qua cái con GS61 của mình cho lên hình, chứ mình cắm lại vào kia để mình kiểm tra thì nó nhận như thế này. Và mình cũng tức là lúc này là mình đang cắm card on các bạn ạ, nên là mình xuất hình qua con graphic 4600 của mình này thì nó vẫn chạy bình thường như này nhá. Đấy, sau ấy thì mình tháo ra đây và mình đánh đúng một con BIOS thôi. Sao để cho mọi người có thể nhìn thấy con BIOS này nhé. Đây là con BIOS của nó, BIOS riêng của nó nhé. Đây là con BIOS riêng của nó này, mình nhả đây nhé. Nó có cái mã là đây, mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Chờ chút mình nhìn lấy led nhé. Hơi ngược, mình nhặt ngược BIOS rồi. Để mình quay lại. Cái mã của con BIOS đây các bạn ạ. Nó là 25L020 các bạn ạ. Trước nó còn cái chữ nữa ấy, nhưng mà thôi cũng không quan trọng. Mình sẽ gắn vào máy đọc chip cho mọi người xem nhé. Đây mình có một con TR-886 này. Thì đây, nếu như mình không gắn gì này, nếu mình không gắn gì rồi mình bật con TR-886 của mình lên này, mình ấn các bạn theo dõi cho bài nhá, ấn vào detect này, nó sẽ báo là pin detect error, nhưng con này nó nhận được ra là chip lỗi luôn các bạn ạ. Khá là hay, một chức năng của TR-886. Khi mà nó xác định được nó cho điện áp được tín hiệu vào đi mà đường tín hiệu phản hồi về nó không đúng ấy, thì nó sẽ nhận ra là chip lỗi. Các bạn chờ một chút nha. Đây mình đã gắn con chip vào nhá. Rồi giờ mình ấn này, đấy nó nhận ra không thể nhận diện thiết bị có IC này có chuẩn không. Đấy, chứng tỏ là con IC này khả năng cao có vấn đề. Mới đầu mình tưởng nó 1V8 thì mình cũng không chắc, nhưng mà ở đây mình có một xác của RX4G khác mà mình phải đây vị trí con BIOS ở đây các bạn này. Mình đã bóc con BIOS đấy ra, con này của hãng Winbon các bạn nhé. Mình bóc mình gắn vào máy rồi mà. Đây con Sapphire mình đang gắn ở trong để kiểm tra đây. Nếu như nó bị lỗi này thì yên tâm các bạn ạ, các chức năng khác mọi thứ nó vẫn ok. Bây giờ này nhận là GX570 ok này. VRAM của nó là EFIDA và là 4G nhá. Vậy là đã ok. Mình sẽ test Heaven cho nó. Cái lắp đèn đi nhá, cho nó sáng. Mình sẽ bắt đầu bài test Heaven. Cái này có vẻ hơi thấp đối với nó. Mình sẽ tăng lên. Đây khoảng hơn 3G là ok à. Test Heaven ok là cài ok và có thể trả lại khách được. 1/3 nó khá là hay. Lúc mình cắm lên thì nó vẫn xuất hình các bạn ạ. Có BIOS này nó đọc kiểu nó chết kiểu ngấp ngoái ấy, rất là hay. 1/3 khá hay. Chết kiểu ngấp ngoái, có màn hình của mình nó thôi. 1 2 3 4 5, 5 kèo đó các bạn ạ. Lúc mình mua thì mình mua của một anh cũng là một anh thợ sửa chữa. Thì lúc mình mua nó chỉ một kẻ này, hai kẻ thôi. Thì anh ấy bán cho mình 500.000 một chiếc màn 27 inch IPS. Thế khi mình mua về thì bắt đầu sau khi dùng được khoảng độ một thời gian thì thêm một kẻ, hai kẻ, thêm ba kẻ nữa các bạn ạ. Con này nó có 10-17 cảnh các bạn ạ. Đã sang đến cảnh thứ hai này. Benchmark này thì nó sẽ lát được cả VRAM
À, mình phải đẩy cái nhiệt độ đó xem có mát không. Hiện tại đang là 57 độ rồi. 57 đang lên 58 độ rồi đấy. À, đối với cả lợi ích này mình benchmark mát như thế này mà nó cứ rơi vào khoảng độ dưới 70 độ thì mình thấy là ổn các bạn nhé. Mùa lạnh này có khi nó chỉ tầm khoảng độ 65 độ thôi các bạn ạ. Mình không nhớ là đủ một một session này là bao nhiêu phút. Có lẽ mình tranh thủ video này mình quay cho các bạn xem thì mình sẽ kiểm tra xem nó bao nhiêu phút luôn. Cái benchmark này tức là nó sẽ giả lập là mình đang chơi một game gì đấy và mình đang đi vào những cái cảnh này, nó sẽ load tối đa GPU, xung của GPU và xung của VRAM. Nên là benchmark này khá là chuẩn các bạn nhé. Còn các bạn đừng quá quan tâm đến FPS, bởi vì FPS nó sẽ phụ thuộc vào cái phân giải mà mình test. Mình để phân giải thấp thì FPS nó sẽ cao, mà phân giải cao thì FPS nó sẽ thấp. Mình đang để rất là cao để mình test VRAM của nó. Mình để cái mức này thì test VRAM nó là ở mức 3GB trên 4GB, nhưng mà nó sẽ thay đổi nha các bạn nhé. Nó sẽ đảo từ VRAM này sang VRAM khác, tức là 3GB nó sẽ luân chuyển cho nhau chứ nó không không đứng im ở 3GB đâu. Đây là sẽ có VRAM lúc được nghỉ, lúc thì được chơi, lúc thì làm việc, lúc thì nghỉ, nó sẽ không ảnh hưởng đến VRAM. Còn nếu mình bắt VRAM hoạt động full load ấy, chẳng hạn như bây giờ mà hồi trước ấy thì các bạn nhớ cái con coin SDC ấy, nó là khoảng độ 3GB, hơn 3GB một chút thì càng 1060 3GB vẫn đào được đấy. Nhưng mà khi mà nó lên cả 1060 3GB không đào được, tức là cái DAC, file DAC của nó đã vượt trên 3GB rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái VRAM nhé các bạn nhé. Đào sẽ hại VRAM hơn, bởi vì nếu như có 4GB VRAM mà cứ đào liên tục thì cứ 3GB VRAM mà nó hoạt động ấy thì được một VRAM nghỉ, khi nó cứ đảo liên tục với nhau. Ví dụ có 4 VRAM thì cứ ba cái chạy, một cái nghỉ, xong lại đảo đảo chiều, bao người kia lại chạy, mỗi người ví dụ một ngày 24 tiếng thì mỗi ông làm việc 36 18, mỗi ông làm việc 18 tiếng thì nghỉ 4 tiếng. Nhưng nếu mà khi mà nó đã vượt quá 3GB rồi ấy thì là tất cả các con VRAM lúc nào nó cũng hoạt động 24 trên 24 cả, thế nên là lỗi VRAM nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Ok các bạn ạ, nó chỉ có mấy phút thôi, điểm của nó là 5283 nhé. Như vậy là con trai này mình sửa là ok đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn một ngày vui. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh giúp mình, bật quả chuông thì mình xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Trước khi mà kết thúc video ấy thì mình sẽ quay lại vị trí mà mình sửa một chút. Vị trí mình sửa đây các bạn ạ, nó cũng gần giống như vị trí ở bên kia. Con BIOS mình bóc từ con này sang này các bạn này, nó là con Winbond đấy. Thì đây, nó chính là con Winbond. Chắc là các bạn nhìn được thôi, đấy, nó có chữ Winbond này. Cũng như thế cả đó các bạn ạ, 512K. Mình đặt vừa rồi mình có mua được một ít xác giấy. Xác giấy XL rất là rẻ các bạn ạ. Xác giấy XL chỉ có các bản 4GB thì chỉ có 100.000 thôi, và bản 8GB thì là 150k. Vừa rồi mình ôm được hình như là được 6-7 xác gì đấy, mình không nhớ nữa. Lúc đầu thì mình còn mua 200 hay 250 gì cơ, thật nó chưa xuống. Nhưng mà công nhận là cái xác giấy này nó xuống như như là Bitcoin các bạn ạ. Khi mà lúc thời điểm nó lên một chiếc card GTX sống này, mình nhớ là có người bán cái giá cái bản này nhé, cái bản Sapphire này là cái bản khá là tốt đấy các bạn ạ. Có người ta bán với giá là tới tận gần 6 triệu một chiếc ấy, gần 6 triệu một chiếc các card này. Và nếu mà xác chết của nó thì như là hơn 2 triệu hay 3 triệu ấy. Bây giờ nó xuống thì quá thê thảm luôn. Một chiếc GTX này bây giờ thì chỉ khoảng độ loanh quanh 600 nghìn thôi các bạn ạ, 600 đến 700 nghìn thôi, bởi vì là nó tên tuổi là Cạc Châu. Nhưng mà mình đính chính nhá, hiệu năng của những con này vẫn rất là tốt đấy, để mà các bạn lấy chơi game thì ok luôn, mình khẳng định rất ok, chơi được rất nhiều game, rất nhiều game nặng luôn. PUBG, bắt giết các bạn có thể chơi được trên cạc này, kéo thoải mái luôn các bạn ạ. Đúng là chỉ vì mang tiếng ở Châu mà em nó phải chịu những cái thảm cảnh như thế. Ở đây mình còn là một chiếc một 1660 à không 1050 Ti các bạn ạ.
mà không làm không TI. Lát nữa mình sẽ sửa em nó. Đây mình thấy có tem của đây. Đây là một đơn vị sửa chữa ở Hải Phòng, chính hãng Quang Minh. Lát nữa mình sẽ sửa em nói nhá. Đây em nói được sửa từ ngày 18 tháng 11 năm 22. Tức là năm hôm nay mới là tháng 1 năm 23 thôi. Khách mua được một thời gian rồi. Thế thì nó bị hỏng, gửi cho mình cả cái lô này, con này, con này. Mấy nhưng mà con nữa hôm qua, con dấu tắc hôm qua mình sửa ấy, thì con dấu tắc vẫn chưa được các bạn ạ. Thì đều của khách cả. Mình xin kết thúc video tại đây nhá. Chào cả các bạn.